Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 500 triệu thúc cần có ký hiệu là Papi, tự dán Papi Terror nha các bạn. Thì mã thông báo là được của con hổ. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot nè các bạn. Và bạn bấm join này góp nha các bạn. Điều đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller. Join kênh group nè. Join tiếp kênh seller các bạn. Ok, cái này nó có mắc vuốt rồi, gỡ địa chỉ BNB Smartchain của mình lại. Rồi tiếp tục con follow Twitter nữa các bạn, vào đi Tweetbot nè. Trên Twitter nữa thì các bạn theo dõi nè các bạn. Các bạn like, các bạn chấp nhận như Tweet tăng 3 người bạn nha các bạn. Sao nó không kêu mình vuốt? Sorry các bạn. Các bạn tweet lại các bạn tăng 3 người bạn các bạn tweet lại nè. Sau khi tweet lại xong các bạn bấm vào submit đi tên nè. Các bạn điền là username Telegram của các bạn nha các bạn. Mình ở cộng anh 1 2 3 4 5 chatbot nè. Tiếp tục các bạn finish submit username Twitter tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smartchain Bet20 trên giấy chocolate của mình nha các bạn. Các bạn sao chép lên. Các bạn gửi lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn sẽ cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 500.000 tập cần Papi Terror. Theo thông tin mình thắc mắc dự án này, sau có nhiều anh em đã vuốt. Ai cũng vuốt hết trơn. Rồi gọi địa chỉ là container lên. Xem đây. Các bạn nhấp vào một chuyên giúp. Các bạn bấm vuốt và gỡ vào các bạn. Get 1 triệu BNB nữa. Mình cũng vuốt theo luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào login nha các bạn. Rồi xuống đây các bạn nhấp tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm vuốt. Rồi thank you vuốt. Và bây giờ các bạn cho nó một sao nữa nha các bạn. Ôi tiền. Các bạn chạy một xíu các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lại các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi lấy địa chỉ BNB Smartchain của mình nha các bạn. Các bạn chạy về con bot nè. Rồi các bạn gỡ nó màn hình vào nhóm group nha các bạn. 1 2. Các bạn dán địa chỉ BNB Smartchain của tất cả các bạn vào nè. Các bạn gỡ các bạn. Ok, như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 500 triệu tốc cần có ký hiệu là Papi R đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.